ra, rồi bên Nam cũng lấy giảng thầy ra để mà chứng minh. Đó, chỗ nào có chữ thầy thì sẽ đạt, mà chỗ nào không có chữ thầy ai hết trước là thua. Như vậy mình có hiểu được thể lệ chưa? Thầy yếu bên nam thể yếu hơn bên nữ vậy đó. Bên nữ mình sát vô cái đường canh này đi. Nho nhỏ có quà đặc biệt, có quà khuyến khích. Nếu lên đây ai mà trả lời không đúng thì người ở dưới có quyền giơ tay lên để cứu người đi về. Còn nếu mà không thì cái người này sẽ đứng đây hoài. Chừng nào mà cái người mà lên cứu được xuống thì ba người vẫn được ba phần quà, bốn người vẫn được bốn phần quà. Tôi đưa ra ví dụ thôi nha. Thì quý vị mình đã biết quá dễ dàng rồi. Đây không có gì gọi là khó. Quý vị mình cứ can đảm mạnh dạn lên đây rất là dễ. Và trong này nếu người nào may mắn mà chọt trúng cái dân này có cái chữ để là rước đạo tặng thì quý vị mình sẽ rước đạo tặng về nuôi. À, trong này nó có luôn nha. Rồi bây giờ đây chương trình sẽ được bắt đầu. Mọi người cầm cái tay đi ạ. Rồi lại đi, chuẩn bị cây viết miếng giấy đi. Để chi? Người này nhớ câu giảng là ghi vô miếng giấy liền, chứ để hồi không nhớ. Vừa hết là tiếp ứng liền. Ê, bên Nam, nhảy ra bệnh. Bất khả xâm hợp. Kẻ bên đó sao mà bỏ anh vậy? Kể lệ ngày hôm nay đó thì con đã thông qua rồi. Và chương trình hôm nay con sẽ giới thiệu từ thành viên một. Đáng rồi, bên nữ mình quý vị. Đây nè, cô để đó đi, cô để đó đi, hồi giơ tay lên. Ông Vũ, Vũ ơi, Vũ. Người tu phải lắm ơn đen. Vũ, đây nè, đây nè. Quá hay luôn, cho tên nữ chồng có tay. Tu cho kẻ bạo kiếm nhường. Con bản là hơi kêu lãng hơi hám vậy. Vũ ơi, đây nè. Đừng cãi. Tu kiếp, nếu không có trễ. Rồi, bên đây, cái gì nó tốt hơn? Tu là tu Phật, tu Tiên, hai chữ tu luôn. Hai chữ tu luôn, nghe chưa hết. Chưa hết đó. Ở ba chữ tu luôn nha. Đâu rồi. À, gia đình phát tán lộn xộn. Đây nè, cô này nè. Đâu, cái gì? Tu ra cho. Một, hai, ba. Tu như tỉnh, tức là nó có là nó cảm giữ để từ. Tôi nói nghe nè. Công ty người ta đang đọc, không có yên tặng cho người ta đọc. Chừng nào người ta tìm không ra, có đọc không có điếm. Người ta đang đọc, không biết có ai chịu. Rồi, xin lỗi. Giữ nó đi mất. Bên mình đang thắng đó. Rồi, tâm ẩn. Trời tu cho đạt mẫu luôn. Bên nữa. Con chào hốc tay. Con mời con cho con hạ. Chưa thua đâu tắm. Mình không tắm. Rồi không tắm rồi. Tu cầu bệnh tật tiêu tan. Trời ơi, tao trong bệnh mình. Dạ. Diễn tới đó cũng diễn. Cái gì? Cầu gia đạo Nam Hoa. 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 Cầu gia đạo Tu hành như thể thả trôi. Tu hành như thể thả trôi. Chữ tu không phải lời thề. Vô. Tu hành như thể thả trôi. Trời ơi, cái dữ vậy. Ở đâu mà trong môi môi. Con nhặn bên nữ. Bên Nam mình mới chú với tôi ơi. Đã tu hành đừng có buông công tử hay đổi theo phát tài kém. Sao bệnh cũng lợi hại quá vậy? Sao không lợi hại? Đó nghe em ơi. Cái gì? Tu hành sao được đức ăn? Có chưa? Thấy chưa? Chưa có thì vô. Có chào hôm nay, bạn. Rồi, bên đây có luôn. Lấy tấm vàng. Rồi, bây giờ đó là bây giờ công bình. Hèn chi tôi nói những cái câu bí hiểm. Bây giờ là tôi là tòa án nè. Tôi là tòa án nhân dân nè. Bên nữ thì lấy sấm giảng.
bên Nam cha luôn rồi. Trao gồ thôi, quê. Hèn chi, tôi nói ủa sao giờ điện thoại, giờ thấy lướt. Quý vị ơi, tôi trách đồng đội của tôi tưởng nó qua bển mà để tiếp sức cho mình nữ ai về bển làm tình báo anh bển. Hey, tôi tưởng đâu là bên bển tiếp sức ai về bển làm tình báo anh bển. Thôi bây giờ mình quầy đi quý vị ơi. Không quầy đi. Bây giờ còn phần quà này mình tạm thời bây giờ chia cho bà con luôn, bây giờ này chọc gì nữa mà chọc. Mình là của bác Hoàng Xuyên được biết hôm nay vào ngày mùng 1 tháng 6 giờ đây mà quý vị hướng về nơi chánh điện Phật Di Lặc xin lại ba xá. Nam mô các bà giáo chủ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô các bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô các bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Sư Phật. Nam mô Phật Sư Pháp, Nam mô Phật Sư Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đặng Đại Thần, Chư Quang Trụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Nông Nôn Bảy Núi Cộng Ứng Chứng Minh. Hôm nay, vào ngày 13 tháng 6 còn hành hương chúng con trở về Thiên Cẩm Sơn, chúng con nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy cùng trong quan các ngài đồng gia hộ cho Phật dặn dân tiêu tay tịnh sự giải thoát vô ly, cầu nguyện cho cụ Huyền Thích Tổ tịnh độ siêu sanh phụ mẫu tại đường Tăng Long Thức Thọ phụ mẫu quá khứ trực dặn Tây Phương, cầu nguyện cho dịch bệnh sớm vượt qua mau, cầu nguyện cho phái đoàn chúng con khi đi khi về giải hết quả căn bệnh tật thuốc trừ tai qua nạn khỏi bệnh gọi bình an tu hành tinh tấn cho đến ngày viên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Sáu thay bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Sáu ba sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta xong giờ quý vị đến tới cái điểm thứ điểm đó dẫn à. Quý vị tính rồi chưa 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 nha. Tính nó ý nó coi sao nó đậu. Rồi tiếp tục đi quý vị. Bên này bà con ơi. Con ra cho mình đi trước đi. Mình đi trước một hai người đi. Mình đứng đi trước đi ơi. Giờ mình đang qua tượng Đức Phật nằm. Alo được hai ông. Siêu mỏng. Mỏng thiệt, những cái tướng đặt tên mà. Có xem bên núi Cô Tô là đăng lên chở anh qua rồi đó, mở lên là thấy liền hả? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy về tâu lại Phật đàn, cõi sinh nhỏ phước sớm làng bình yên. Giống nội thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bóng chữ Long Châu, bệnh gan sắc đã sầm nâu. Tu kỳ tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Biết sao cho tội lòng dân, kẻ đạo đức người cần vinh quang. Dạ xin chào chị cô nghe, ở đâu đi núi đây chị cô? Ở gần nhà siêu mỏng á. Dạ dạ vậy hả? Biết siêu mỏng. Dạ giờ biết siêu mỏng rồi. Siêu mỏng. Mấy cô thương siêu mỏng. Trả tiền quay. Quay mất trả tiền ngược quá không? Trời ơi. Rồi kính chào hỏi đệ đoàn ở đâu đệ? Dạ. À, đoàn em ở Lai Dung. Đi bao nhiêu người vậy đệ? À, đi trên dưới khoảng 200 người anh. Đi này nhiêu tiền người? 50.000. Vậy đó hả? Dạ. Thôi ôi, tốt quá trời. Giống như là chở đoàn cho bà con dạ, đi. Dạ. 10.000 cũng đi được luôn. Không tốn ngàn nào luôn.
Nam mô A Di Đà Phật. Mình quay này về nhà cái mình mở hình mình coi cái tướng mình đẹp không. Nếu tướng đẹp rồi đỡ gì luôn, còn không mình sửa tướng lại. Đang làm ăn cho nó khá. Dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chào siêu dày, hộ tướng đi lạ hơn ta nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ta mang mình thịt xác trần, trả tài giác nghi chúng được gần bồng lai. Mai sao nhiều cuộc nghe đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài cùng xa. Lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ tới sao sao từ đây. Chính chính bóng xoay về tay, đối nhìn chẳng thể xác thấy hề. Thương trần ta cùng gắn thề, đặng cho ba tánh liệu về tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Cô cho dạ, chia mời. Dạ đây là anh Tặng, người nổi tiếng nhất trong đoàn. Hello, hello. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, còn đó đứng cao hơn ta chẳng. Phải lo đền đáp xác thân mới còn. Cái này giống như cái người khổng lồ vậy ha. Hay quá ha. Hai ông cầm máy chứ không phải chuyện này mới chia nhau rồi. Đức thầy dẫn ông cả lên đó và ngủ qua đêm ở đây, tại nơi đó. Và kính thưa cô chú anh chị, trong buổi sáng hôm nay đẹp trời mát mẻ, không vũ không có đi theo cho nên trời có vũ mà không có thông. Cho chào có tao vậy mới nhắc mình có được không có vũ mà có bảo bảo tới bên luôn đâu toàn có bảo đi không có bảo đi bảo không có đi cho nên được yên tĩnh như này đừng có nhắc tới bảo. À, kính thưa cô chú anh chị, thì ở đây là điểm dừng chân điểm đầu tiên trong buổi sáng hôm nay là dầu đá dựng. Thì có bác anh chị em mình ngồi lại đây cho nó lập bật quá. Trong buổi sáng hôm nay có bác anh chị em mình ngồi lại đây dừng chân cũng như nghỉ ngơi, nghe anh em trong đoàn tâm sự với vị mình qua môi trường đạo đức hay giờ chả là kể vài mẫu chuyện vui. Thì trước khi huynh sáu thanh, ta gọi là lục thanh đó, người ta có tu có lục thông, còn ông này ông lục thanh, lục là sáu, thanh tức là đó là chỉ trượt, ông sáu cái thanh tức là không có trượt nữa, không còn nhiễm nữa. Bây giờ đây xin trân trọng kính mời huynh sáu thanh, mà trước khi huynh sáu thanh đến đây kính mời đồng đạo đỉnh đến đây diễn ngâm qua lời cho ngọc đức thầy, xin trân trọng kính mời đại mở gì có vỗ cho đỉnh một tràng pháo tay ạ. À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, nam mô di đà phật. À, con xin thành lòng diễn ngâm lời một bài trong tác phẩm hiện đạo của ngài hương sĩ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô khảo đạo cũng cô đừng chớ ngờ ngáo trong lòng, núi to bao đục mãi có ngày ông, đạo có mấy cố công tu sẽ đăng. Dòng sanh tử nếu không đem gieo rất nghĩ mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giáng sanh cực lạc nghĩ một lòng cầu, kiếp sống khổ mau lâu rồi cũng nghĩ khỏi.
trên đường đạo phải tinh thần cứng cỏi, đi chinh đi cuộc đời để theo dõi sông người sông chữ Di Đà luôn chắc ở tâm mình, như tam tạng đi thành kinh thở trước như Nam Mô A Di Đà. Xin chân thành cảm ơn Quỳnh đã có những món quà cho tặng cho tôi. Mặc dù ngủ trên núi ăn củ cải nhưng mà cái giọng đọc vẫn còn trong trẻo như ngày nào. Bây giờ đây tiếp tục chương trình thì không mất thời gian để tranh thủ kính mời Quỳnh Sáu Thanh và Quỳnh Đâu nhắn tin tìm Sáu Thanh. Cái tu á là nó khó lắm, nhưng mà đâu có khó. Đó, hai cái chữ trao sữa mà sữa những gì? Đây là thầy thuyết pháp năm Tân Tỵ, tôi nhắc lại thôi các vị. Đức thầy nói đó, sửa xấu á thành tốt, sửa dữ thành hiền, sửa tà dại thành ngay thẳng, sửa tối tâm thành sáng suốt, sửa si mê thành giác ngộ, sửa phàm phu thành thánh hiền, rồi sửa chúng sanh á mới thành Phật, rồi sanh tử mới thành niết bàn. Đó là tu sửa đó các vị. Vậy thì tới đây là chỉ tu, mà đức thầy nói sao? Chữ tu chớ gá chạy chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiền. Vậy thì tu là trao sửa, mà phải hàng phục được cái giọng tâm nóng giận của mình. Và ví dụ người ta nói lời đắng cay của mình, đó là chỉ cho nãy chuối thúi. Mà nếu mà nãy chuối thúi người ta đem tặng mình, mình không lấy thì người ta đem về, thấy không quý vị? Vậy thì cái pháp tu nó là tất cả có nhiều cái pháp tu, tu thiền, tu tịnh, nghe, rồi tu phước, tu huệ, nghe, rồi là tu bố thí, rồi tu ăn chay, tu làm lành, đó, rồi tu cúng lại, tất cả mương pháp tu, nhưng mà không có pháp nhẫn nhục, không thành đạo. Bởi vì Đức Phật thầy nói đó, mình là tập xong chữ nhẫn, niết bàn không xa. Còn hôm nay mình á nhẫn người ta đó không được, bữa nay không được, ngày mai cố gắng nhẫn đó, ngày mai không được, ngày mốt nhẫn. Mà quý vị biết sao nhẫn được không? Nhất là bây giờ nhẫn nhục nha. Hôm nay tôi ví dụ nha, cái người mà nhẫn nha, bây giờ cái người chưa tu mà hôm nay nói ăn chay đó là khó, ăn một ngày không ăn, ăn nó nghe nói ăn chay chuồng không được nha, là nhẫn không được cái gì. Vậy thì bây giờ nó chay chuồng là dài, bây giờ thôi trở lại mình ăn chay 4 ngày, mà ăn chay 4 ngày là ăn chay kỳ, mà ăn chay kỳ là hứa hẹn. Quý vị sao chẳng được không? Đến cái ngày có khi buôn bán đó, đến cái ngày 14 rằm hôm 9:30, nhưng mà bữa nay đang buôn bán rồi cây hoa gấp quá đi ra ngoài, không biết cái ngày hôm 14 đi ra mãi, cái thường bị mình nhẫn không được nè. Hay nếu nhẫn được thì hôm nay là cái người ta đã ăn chay rồi, ăn chay trường rồi, hoặc là trong ngày đó ta nhớ rồi nhưng mà không nhớ, lại là quên, cho nên đi ra mua tô phở, phở bò ăn vô rồi cái nói thằng ơi hôm nay tôi nhớ lại rồi, bữa nay ăn rồi xong nha. Ủa bữa nay ngày gì á? Ngày 14, thấy không? Vậy là nhẫn được. Vậy thì thôi, thì bây giờ tôi có ý kiến gì quý vị? Bây giờ mình ăn chay trường không được, thôi bây giờ mình trở lại mình ăn chay ngày. Bà con cô bác mình đồng ý không? Vì chay ngày đó, chay trường là dài mà chay ngày là ngắn nha. Vậy thì hôm nay mình ăn chay ngày đó, sáng ra thì mình cũng ăn là tàu hũ, chiều á cũng tàu hũ ăn, sáng á thì là tàu hũ khô khô, chiều khô tàu hũ, rồi sáng á tàu hũ nấu chua, chiều nấu chua tàu hũ, mình thấy không? Vậy đó thì vậy thì cái nào cũng là rồi làm sao? Thì Đức thầy nó làm tương sau này nha, tương dưa giữ phần cho tròn, thấy không? Nhưng mà cái nhà cái câu sau này tôi nghe nói Đức thầy nói đó, chỗ câu sau nè đến gì đâu vậy? Đến năm Thân Dậu mất còn sẽ phân, thấy không? Vậy thì bây giờ mình ăn cái này là đừng quên. Hôm nay là bà con được nhẫn đó, thì hôm nay ngày nào có ra, sáng ra đó là một ngày, đâu có ngày mai.
Vì thì ngày nay đó là ngày của mình, ngày mai đó là ngày của vô thường. Vì thì nếu mà người nào nhẫn cũng được, chưa ăn chay trường được, tôi đề nghị quý vị chí ngày mình ăn chay ngày, bà con cô bác mình đồng ý không? Chịu không quý vị? Đồng ý cho chàng hóa tay đi. Đó, vì ăn chay ngày nha. Đó, ngày nào cũng ăn, sáng ra ngày, sáng ra ngày, sáng ra ngày, ngày thường cũng ngày. Đó, kính thưa chú quý vị. Thì bây giờ nghe nói ăn chay trường là dài mà chay ngày là vắng, vì ăn chay ngày nó ngon hơn. Phải không? Đó, kính thưa cô bác và anh chị em. Vậy thì Đức Thầy nói qua một cái tràng pháp cho ông Phẩm, và ông cho ông Phẩm được cái pháp nhẫn nhục. Vậy thì hôm nay cái người tu của mình cũng vậy nha. Bà con cô bác mình bây giờ mình chỉ có ăn chay thôi. Đó. Tương rơi mươi cháu gạo đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh thiên ngàn ha. Trên bảy núi còn nhiều báo là, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, chơi phép là của tiên của thanh. Rõ ràng không? Đó. Vậy thì bây giờ mình ráng ăn chay đi. Mà Đức Thầy nói sao? Ráng cực lòng, một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật tánh. Vậy thì bây giờ đầu tiên nè, ví dụ nha, bà con cô bác của mình hồi trước giờ chưa đi núi, mà gặp cái núi nó cao quá. Hôm nay mấy ông đạo đi dẫn đi, cũng như đoàn là của cô gì mấy Phượng, ba Phượng phải không? Rồi đi với cái đoàn của là Đại Hiếu nghe, rồi ba Đại Hiếu dẫn lên đây, thấy hồi rồi mấy người đi sao cái núi cao cao quá, nhưng mà thấy nó ngán. Nhưng mà gặp người ta đi trước, hôm nay mình nối gót đi theo sau, đi hoài lên tới trên núi, thấy không? Đi luôn lên trên đất, từ dưới chân mình đến đỉnh núi. Tôi nói nhỏ quý vị nghe, từ đây từ dưới chân núi lên đây là tới ông Phật tự đó ha, là 8 cây số, đó 8 cây số ngày đó. Mà quý vị đi được lên đây là chinh phục được cái núi này gọi là Thiên Cẩm Sơn. Hôm qua đây quý vị được đi trên 8 cây số ngày rồi, thấy không? Vậy thì đây là quý vị nói khó lắm đi không được, nhưng mà bây giờ quý vị thấy được không? Được rồi phải không? Còn hôm qua nay đó, trong mấy ngày, trong hôm qua, bữa nay là ngày thứ hai hả? Thứ ba rồi. Vậy thì cô bác và anh chị em mình đi 3 ngày nay. Tôi hỏi nhỏ quý vị, tôi thấy quý vị ăn chay có được không? Được không? Được không? Được quý vị, ngon không? Ngon, con cho chàng hóa ta đi. Vậy thì đó, vậy thì ăn chay đâu có khó. Vậy thì ăn chay này nó không khó. Nó ăn chay rất dễ. Bởi vì á, nó có gì đâu, rau cải tàu hũ, đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa qua chưa phải là người, thấy không? Cái câu hát của người ta còn gì đó. Hôm nay đi vô cái đạo rồi nó còn cao siêu hơn nữa. Chuyến này á, chẳng gì coi nha, quý vị mà đi chuyến này đó là được cái mục đích, cái thứ nhất á là giải quả căn nha, chỉ giải là ra khỏi, chỉ căn là gốc nha, giải quả căn là căn gốc của bệnh tội hồi xưa nay. Mình ở dưới thế nói về khoa học, mình chưa có đi tới là 2-3 cây số ở dưới mình, dưới quê á, nhưng mà lên đây đi 8 cây số ngày, mà cái ở dưới đi đồng bằng, mà hôm nay mình đi dốc lên gì, tôi bảo đảm quý vị đi chuyến này là giải các cái bệnh, nói về khoa học. Quý vị lội không á, là máu nó lưu thông, ở nhà lấy xe đi, máu tắc nghẽn, vậy ta tắc nghẽn đâu có được, nên là lưu thông, thành ra nó bệnh gì, nhức gối, nha, nhức ngay xương sống, nha, nhức ngay xương sườn, nha, nhức mỏi tay chân. Bây giờ quý vị đi khởi động, đây là tập thể dục, nói về khoa học là tập thể dục nha. Vậy thì khoa học tập thể dục là hết bệnh, nói về Phật đó. Còn hôm nay quý vị nói về Phật học, hôm nay quý vị đi đó, lên đây tôi nghe đi dài Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái bà kia bà đi đó, bà vừa chặt cái đi hết A Di Đà Phật, thấy không? Thì đây là tan cái nghiệp này quý vị, chẳng vậy thôi còn tan nghiệp nữa rồi cúng nữa. Nay con nguyện cải hóa ăn năn làm lành đánh dữ, quy y theo mấy ngày tôi hiền theo Phật đạo. Phật đạo là đạo Phật, Phật pháp tăng. Hôm nay mấy ổng đem á là cái phương pháp, mấy ổng có thần thông diệu dụng. Hôm nay nghe mà niệm một tiếng Phật, Nam mô A Di Đà Phật, trừ đi 80 ức kiếp sinh tử trọng tội gì đó. Vậy thì hôm nay trừ hết. Nó nếu mà niệm Phật được như vậy đó là nó còn siêu hơn khoa học mà nó nãy nữa. Quý vị thấy chưa?
Vậy thì nhớ nha, cô bác dặn thì em thấy á, niệm Phật có khó không? Khó không quý vị? Khó không? Khó không bà con cô bác? À, rất dễ cho, chạm hết tay, thấy không? Vậy thì không thấy nó cũng hơi ít. Cho nên quý vị chút xíu nữa, đi chọc đường có đói bụng nhớ ăn bún riêu. Rồi ăn mì gói thôi, nhớ là tránh đừng có mua phai lang ăn nha. Một là phai lang, hai là đậu phộng đó. Ba là hột mít. Xuống hang lỡ trong đó mà có cái gì là một quý vị bồi thường chiến tranh ta nha. Nói vậy là hiểu rồi không? Rồi lỡ hồi nãy ai có lén lén ăn phai lang thì nhớ chút xíu đi phía sau giùm tôi cái. Ăn tôi chẳng bị hứng bơm hoài, bỏ cơm hoài hà. Ăn đẹp à. Để đợt này cho ăn cơm cho nó tròn vẹn giùm tôi cái. Thì mình tới cái điện đá dựng chút xíu đó chúng ta cúng. Muốn cho cái đợt du sơn mà được cúng kiến có phước mà chánh tính đó, thì chừng nào anh em tụi con thông báo cúng thì quý vị hạ cúng. Tại vì cái điểm này có sự tích và linh thiêng thì cúng có cái phước. Còn nhiều khi mình thấy chỗ đó là cây với đá, mình không biết cái vụ gì mình cúng xá mình lại luôn, thì nó uổng cho mình. Có cái đợt đó đi cái đoàn khoảng 150 người, đi cái đường mà Ba Chúc lên Cửu Phẩm đó, xe người ta dừng lại, ba xe bước xuống. Lúc đó người ta làm đường, người ta để ba cái chữ mốc lộ giới đó, để dựng cái trụ đá. Rồi hai bà xui tôi, bà cũng hay lắm. Bà thấy đỏ đỏ, hai bà quỳ xuống bắt cuốc cho ba xá. Rồi hỏi chứ cô xá gì vậy cô? Bà nói ta thấy đỏ đỏ xá chứ biết gì người ơi. Còn quay hỏi bà kia bà xá gì? Bà nói thấy chị xui tôi xá theo chú ơi. Rồi hai bà tôi mốc lộ giới cũng đi xá luôn nữa. Và đến chừng mà dài cái nửa đường ở bên Cửu Phẩm đó, trời nắng ta sợ cái vụ mà trái gừng đi, ta viết vô trong cái chất đá bốn chữ là hút thuốc vụi tàn. Rồi hai bà quỳ xuống bà lại cho bốn lại. Đến chừng bước lên con hỏi bà lại cái gì, bà nói của quyền thất tổ mẹ ơi. Tại vì bốn chữ. Nên nếu như mà mình lại mình xá gì đó thì nói chung là cái tâm thì tốt thiệt, nhưng mà cái phước thì không có. Thì chút lát nữa chừng nào anh Tô hướng dẫn quý vị cúng thì chúng ta sẽ cúng. Thôi thì theo như cái lời giới thiệu của siêu dày thì con lên đây giao duyên quý vị một cái mẫu chuyện cho vui vui trong tinh thần buổi sáng này đặng mình đi. Hồi nãy giờ anh Sơn Thanh kể chuyện đạo rồi thì chắc này mình khoa cái nụ cười đặng mình có cái tinh thần. Thôi giờ đây xin kể quý vị nghe một chưa rồi đãi ba mươi sáu thứ bánh này ha, kể rồi là trà khỉ nghe đãi bánh trước đi. Hồi sáng sớm có đoàn mình có người ăn được ăn không, chắc này đãi cho quý vị nồi bánh canh với nồi trà khỉ. Nói ngày xưa đó có cái cô này cổ muốn đi lựa dâu mà tánh thì hà tiện, cổ nói lựa dâu đẹp dâu giỏi thì lo không nổi, lựa mấy dâu vừa vừa thôi. Mà ông bà xưa người ta nói tiếc tiền mua lóng mía sâu, tiếc đi lựa chọn chúng dâu ăn hàng. Những ngày tính già cả non lỗ. Cái cô gái này từ nhỏ tới lớn chuyên môn lấy đất nắng hình người ta thôi chứ không biết làm gì hết. Thì năm 18 tuổi được gả về nhà chồng đó, thì cái phong tục của nhà chồng mỗi khi làm lúa là phải nấu bánh canh. Thì năm nay con dâu mới về nhà mà bánh canh không biết nấu canh sao. Cục bột 2kg để đây bắt cái nồi nước lên. Bà chồng bà ra trước và nói con ở đây coi làm má tiếp khách nha. Ra ngoài nó chừng trong đây nước sôi rồi con dâu nó không biết nấu làm sao chứ. Nó dán cửa màn hỏi má ơi nấu bánh canh sao vậy má. Bà quay vô bà nói thì con làm giống như người ta vậy đó con. Dâu nó tưởng vụ gì người ta quá dễ. Rồi cục bột 2kg nó chặt cái làm tư nó bốn nhọn nít liền. Bốn cái đầu, tám cái giò, tám cái tay nó thảy vô trong cái nồi đó. Hồi bột nó sình thằng nào lấy nó trắng nõn thấy cưng lắm. Dùng bột mà. Rồi đến chừng bà và chồng bà xong rồi hỏi con rồi chưa nói má. Bà có phước lắm bà mới gặp con. Cái vụ mà nắng người ta không ai qua con số 1. Bà nói có vụ gì mà nắng người ta trong đây. Bà dở cái nắp nồi bà la làng. Bà nói chàng đất ơi mà nấu bánh canh này bỏ đi đâu cho bố nhỏ nít nó phóng vô đây. Nói má bà coi không gan không có thiếu gì trên. Bà nói mày làm gì kỳ cục gì nấu bánh canh gì sao ăn. Nói thì má dặn con nấu bánh canh giống như người ta đó. Bà coi đầu giò tay chân có thiếu gì đâu. Bà nói tao kêu mày làm giống người ta có nghĩa là mày sắc nhỏ nhỏ mày thấy vô nồi. Mày làm cái kiểu này ông ba mày vô cừ tao chết nó tao không biết lựa nữa. Thôi làm ơn thời gian còn sớm mày đem mấy nhỏ ra mày bầm thảy vô lại giùm tao một cái. Cái gì năm thứ nhất là chất lớt rồi vụ mà nấu bánh canh không xong. Tới cái mùa lúa năm sau ba đổi chương trình lại ba nấu chè. Thì giờ cục bột cũng để đây nồi nước bắt đây. Tự nhiên trời ngoài chuyển mưa quá xá. Bà chồng nó dâu à ở đây má ngoại cào lúa. Bà cào lúa hồi trời chuyển mưa bà cào xiết hồi mệt đó. Ở trong đây nước sôi gọn dâu nó cũng không biết nấu chè sao nữa. Nó chạy xiết ra ngoài má má. Nấu chè sao vậy má. Dù bà mệt mà trời chứ mưa nữa bà nói lẫy nó thấy. Bà nói mày vô trong á mày muốn nấu khỉ gì đó mày nấu mày ơi.
Dùng thờ nói sao nó nghe vậy? Dâu nó khỉ hả? Có ở đâu khó? Dùng hàng ngày coi cho tiếng hoài thế rồi giật nó quay biết bao nhiêu loại khỉ gì nói. Dùng khỉ nhỏ, khỉ lớn, khỉ mẹ, khỉ con, khỉ non, khỉ già gì. Mỗi thứ con được rồi. Cục bột nghe 2kg nó nắng cho 16 khỉ. Con nào con nấy nha gan, cái tắc 2 vậy nè. Nó thấy ở trong nội, hồi bột nó xình con này nó quấu con kia nó quấu nội xung nhau. Bà chồng cào lúa xong hết gọi chị dâu, nói dạ thưa má. Chè sống rồi mà nó chưa có đẹp. Có nó chè người ta thì ngọt với lạc, làm gì mà chè có đẹp đẹp ở trong đây. Bà dở nắp nồi bà nói đâu mà khỉ tùm lum như mày. Nói má, bà gấp đó. Phải bà chậm chút nữa, con nắng thêm cái đuôi nữa nó mới đẹp. Chè này nó thiếu đuôi, khỉ này chưa có nắng đuôi kìa. Bà nói thôi từ đây về sau đừng có làm gì nữa trơn á. Nấu chè cũng không xong mà nấu bánh canh cũng không rồi. Đây sắp tới nha, tôi nấu cho ăn xong rồi làm ơn rửa mấy cái chén là rồi. Ủa? Phải hồi đó là biết mà dở cái này tôi lại tới nhà của đậu tô tôi lựa dâu còn ngon hơn nữa. Rồi bây giờ á, đến chừng mà tới cái màn mà rửa chén đó mấy chị biết sao không? Mỗi lần rửa cái chén lên coi lại cái đít chén nó dính cát dính đất hoài. Bà vợ chồng bà nói dâu à, mai mốt chừng nào mà rửa chén xong làm ơn mà nhúng đít cái đi lên. Nó khờ nó tưởng cái vụ kia đi. Rồi chứ rửa chừng 15 cái chén đó chị nhúng đít chị cái. Tức là chứ lên chứ thay cái quần. Bà chồng bà nói chắc dâu mình nó té cầu quá, bà đâu có biết cái vụ nó nhúng đít đâu. Rồi đến chừng mà rửa cái chập chén thứ nhì dâu nó cũng nhúng đít cái. Bà chồng nói dâu cầu kỳ bất kỳ mày té hoài chứ dâu. Nói con đâu có té, không té sao mày rửa chén lên rồi mày thay quần hoài vậy? Nói tại vì má dặn con rửa chén xong nhớ nhúng đít cái đi lên. Bà nói chàng bé ơi, tao kêu mày nhúng cái đít chén á, ai kêu nhúng cái đít mày chi? Khờ gì đâu mà quá chàng khờ. Rồi cái tới cái lần thứ tư nữa, tới cái mùa đông cái bà chồng bà nhức hai cái giò quá đi. Bà nói dâu à, má nhức mỏi quá rồi, thôi giờ con may cho má cái gối ôm tao gác chân đỡ cái mùa đông rồi đi. Dâu nói má cái gối ôm cái ni cái bà lớn bà nói đi, chuyện này con làm y gan à. Mấy lần trước con chặt hoài bà la hoài, chuyện này nói thiệt con kỹ lắm. Bà chồng bà má nói thôi giờ con canh tròn tròn cỡ góc cột nhà mình là vừa dĩ được cái con. Rồi bà đi khỏi nó mai dính vô góc cột luôn. Có sợ mai cái ngoài chặt cái ni sao nó đo khít vô cái góc cột nó mai dính chỏng sao lấy ra. Nó má kẹt đóng rồi. Đến chừng nó chiều bà về hỏi dâu xong chưa con, nói dạ thưa má xong rồi mà má chịu khó đi lần sớm kêu bà con lại ghim cái cột lên cho con. Bà con đem nói ra bà la làng bà nói chàng đất ơi chắc tao thiếu tu quá tao mới gặp mày cái gì cũng không biết hết trơn. Thôi đây về sau chắc cúng lại lo tu cầu nguyện cho con dâu, hằng ngày bà tụng kinh nam mô với đạo Phật, nam mô cứu khổ cứu nạn qua bồ tát độ con dâu con nó biết làm ăn nó hiền trở lại. Cái kiểu này chết mắc cỡ nguyên cái xóm luôn rồi. Bữa nào cũng tụng kinh nam mô cứu khổ cho cái con dâu nó nghe được vài tiếng nên nó để ý nha. Bữa nọ cái con dâu nó làm cách cái quần mà cách cái quần giá con không biết đường giá nữa, lấy nhẹ dây thun nó bắt đầu cột cà chấm vậy nè, tại hơn giờ đậu nó chấm từng 8 chấm vậy đó. Rồi nghe không có chịu cắt để thấy ngoài bà chồng thấy gì bà cắt bà đem vô tủ. Con dâu nó nghi nói cái quần này lạc mắt thế nào bà vợ chồng bà cắt chứ không đâu chừng á. Mộng lẽ hỏi má ơi bà gặp cái quần con không thì kỳ, nó can chừng nào mà bà cúng xong đấy heo bà đọc kinh cứu khổ bắt đầu dâu vô nó kiếm cái quần liền. Bà nam mô cứu khổ cứu nạn quan bồ tát độ con dâu con nó thông minh nó hiền, bắt đầu dâu nó chắp tay vào ngực nó tụng kinh nó kiếm cái quần. Nơi nam mô hai chữ từ bi cái quần 8 tấm không biết nó đi ở chỗ nào. Bà vợ chồng thế này là bà cười bà hết nói rồi. Bà kéo cái tủ ra, bà cầm cái quần, bà nói nam mô hai chữ hiền hiền cái quần 8 tấm má trả liền cho con. Trời ơi nó tặng cái này đâu có cỏ cái heo trong đây nữa chừng. Bà hết mông rồi hả con. Thôi thì mỗi chuyện vui vui cho bà con có nụ cười để mình kết cái duyên xong rồi cái thôi mình hẹn cái thời gian khác cái có cái mình tiếp tục chia sẻ nữa quý vị. Vậy là còn nợ là 36 thứ bánh phải không? Rửa chén đựng giống đất giùm tôi cái được rồi. Thôi thì mình xin dừng lại cái chúng ta cúng đi rồi mình qua mấy điểm khác rồi cái mình sẽ dừng lại mình tiếp tục mình kể nữa. Mời quý vị đứng lên. Phật. Và kính thưa quý vị, nơi đây là điện đá dựng mà kỷ niệm ngày xưa Đức Thầy cũng đã đến nơi này. Mời quý vị hướng về phía trước chánh điện thành kính lễ ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chắp tay lên tráng nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay sáng ngày 13 tháng 6 niên Nhâm Dần, phái đoàn Du Sơn chúng con trở về núi Thiên Cẩm Sơn kính viếng. Hiện đang cầu nguyện trước vồ đá dựng. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho thế giới sớm được hòa bình, đất nước Việt Nam mưa hòa gió thuận, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp. Nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, gia đình chúng con được an lành, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nguyện cầu cho tất cả chúng con trên bước đường du sơn được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, được kết duyên lành cùng Phật Pháp. Nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật. Và chuyện bốn xá tha cho chúng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, sáng ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất bức tỏ lời, xét xem hai chữ dân thời còn xa, liếc nhìn tới giới càng qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường, giáp lòng tranh ba đồ dương, đều cầu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc kia cho dân, khiến lòng tăng sĩ băng phân lo lường. Tiếc cơ thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa, ở ăn hợp lẽ gắn chừa tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới hoàng liêm tiết sự phân công bình, quyền trai hoàng xuất gia đình, dạy con phải phép diện dình hiếu trung. Từ ngày cách đi mặt cứu trùng, thấy đời đổi cách bất tùng thanh tiên, bút lông dẹp với dĩa nghiêng, thấy vào bút sắc cùng viên mực tròn, lần lần thấy đau suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai, nên tay thở dấm than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu, dứt trần mang bộ sông nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình tâm, đừng gây chinh chiến ồ ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà Phật cơ cảnh ưu phiền, duyên trần câu kết quên thiên báo đền, thiều quang tấm thoát dường tên, mất dòng sanh tử có bền được đâu,
chi bằng theo học đạo màu sớm qua. Cười giận hoài đọc được hết cả anh bạn hết cả cỡ đọc không được luôn nè đọc hết cả. Nam mô A Di Đà Phật. Nè dầm chú Phận nè con đọc giảng nên nó giận. Sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên tham chi giải tạm của tiền như chim vàng. Không đơn tôi ngưỡng mộ tôi nha con hai ơi. Không đơn nha. Mỗi giấc nào có mạng thôi. Tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Tính xong món nợ lần khăn thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu chiêu đạo đức luận bạc dân vô gió chủ thanh nhàn biết bao nắm về nắm mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô A Di Đà Phật. Ngắm ngồi cho kiếp nhân sinh sống thời không chắc chết tin có ngày thế mà ai cũng như ai lo cho cuộc sống lâu dài nhiều hơn lo tiền của thân nhân chiều mến kiếp vô thường chết đến phải buông chia tay lệ thảm lụy tuôn lệ buồn tống biệt diễn tuồn ai bi thảm trạng này xưa nay thường thấy cỡ sao đời không dậy tỉnh tu nhân sanh kiếp sống phù du luân hồi sanh tử diêm phù chuyển luân nay học Phật quyết dừng sanh tử lo tu hiền nắm giữ làm lành con đường cực lạc siêu sanh từ bi Phật dạy quyết hành sống theo dù gặp cảnh hiểm nghèo thế mấy vẫn một đời một đạo tu hiền chúc cầu huynh đệ chị anh sống tròn phận sự thác sanh liên đài. Bài làm gì bài kiếp nhân sinh thấy trong sách của Thiện Liên á nha trong kinh giảng không phải của cô hai nữa non tiên gió mát cõi lòng thay tức cảnh thị văn nhã một bài có tưởng ước mơ về nhược thủy ngặt gì không canh lấy gì bay dắt sát phàm phu diễn non đời hỏi nhờ đã cục ngủ đêm nay chương sơn bãi núi đều quý tưởng thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày
nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lùi chân chờ gỗ mà vậy hỏi chứ thần mau nói ngót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cay. Lâu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyến dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được hay cảnh bồng mai. Này quay cảnh này vô đẹp đẹp đó chị nghe, năm đó chị có quay rồi đẹp lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm về cõi nhớ Phật an thân, kéo kiếp không trần dài dạng gió sương. Phật đại phương Phật mùi hương, cúi đầu đánh lễ cây nương đất màu. Từ bi quá lực nhiệm sâu, cho con thoát chúng ô tàu trần ai. Nam mô Đức Thế Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lượt tả sắp đi kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Nam mô A Di Đà Phật. Ấy, ấy. Dạ. Lên hình. Đây là cô Thủy ở Cần Thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mà vừa qua, gắm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm. Đồng chẳng có gà rơm, cháu bò nhóm cổ nhà năm hiếu lòng. Chân thành bước ra tới thiệt chồng, trong cho buồn khác ruộng đồng ghê theo. Nhà nghèo giá ta như bào, vợ đau con yếu thương nào cho em. Có chưa cùng khắp khắp làng, mấy ông điền chủ cứ làm mới qua. Làng gần cái những tỉnh đường rất là khó đi. Lúc xưa thì cùng gột trà với nhau, ngày nay tới khi bước sang vào, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cầu cô chú bác cùng về khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyên giúp tạo đoàn ta nhớ. Ông đào lòng giá hà, trong tình bạc ấy ra mà làm đi. Giúp người đói khó nhu mì,
dạy nó tâm thì niệm Phật làm ngay. Bà nào quay bùa hữu tài, tiền nhiều đất trồng cò bay bút đồng. Cơn này bố thấy cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sắm hia, tìm hàng thanh màu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất thi bác cá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ngục già, cả kêu bốn đạo ấy là thiệt tu. Muốn cho gắn đặng quá cù, xa thân làm phước diêm phù vượt qua. Giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bác loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sáng nhờ có người bằng gấp thâu. Thấy đời lao lý mà giàu, giúp cho chúng nó ngọ hầu làm ơn. Đây này nhớ chung hàng quá. Đừng quên mấy lúc giận hờn, trả tài thế đồn đồng tay quên. Dòng vô một bọc đi. Xoay dần trời đất tiếc thì, hết cơn bị cực tới kỳ thấy lai. Cổ kim hiếm lúc nặng tay, thân dòng si thành bằng nay lẽ thường. Lớn dòng nạn ấp phải dương, muốn qua trường khổ tìm đường bằng lai. Ngày kia được trở gốc hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo có cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân sinh đi khá tập nhèm, tập trục dương khải thấp đèn. Đọc viết thúc đầu tóc luôn. Dễ nào? Như là nhiều người để bắt đầu để quay Facebook ạ. Rồi. Quay cho ở nhà coi. Rồi, cảm ơn quân. Thánh hiền rồi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Xác phàm có mấy lâm hơi, hỏi dài có một mà lời đôi ba. Của dư cho mượn mới làm, hảo tâm đâu thấy ngọc hòa được lớn. Chê nghèo giàu nó đâu bền, chi bằng bố đức lập nền từ bi. Thank you.
dù sầu cao nay ánh đạo vàng sáng soi thế nhân người ơi. Mừng là mừng Việt Nam pháp quân pháp cao siêu hộ năm đại từ của đồ tận giang xa về cố trầm luân dài anh từ gian về những thời đã sống chìm khi nước trời đã trở về thời phật đi mau chúng mình chân từ đây tới sân sôi không còn nhớ ai sao này xa về tháng đường tối xanh bóng ma quay vừa đọc Phật từ bi đang trông chờ chúng sanh. Ai về An Giang xuôi theo đường Bắc Sơn mà đi, kia là chi năng vô ân hào ta leo núi bằng chân. Kia là con suối trong mát, gió đưa nhẹ nhàng thơm ngát, sắc hương hoa rừng nghe suối hát lòng càng thêm vui. Nước non tuyệt vời chim đua hót đón mừng chăng ta. Ai có đến An Giang xin ghé ngang, hào nơi biên giới chịu nhiều giông bão đa dẫn kim tinh mà núi chẳng tay lòng đến truyền thánh long nghe suối chảy suối dòng ngược dốc bốn ngàn ta lên đòi tiên tế qua điện tây quê cũng chẳng có bao xa đồng tỷ liêm mời bạn bước chân qua uống ngầm nước tiên tôn từ dắt danh đa lên đòi đá dừng nhìn qua bát tiên dắt danh đa treo leo bóng mùa còn mưa nắng. Ngầm nước tiên làm mát lòng người du khách, đòi bắt thường năm xưa ai cách từ bao giờ. Chùa Phật lớn hương bài thâu tới chân trời, đất cài vua nghiêu tòa trước lời gương nhiệm màu khơi mặt nước linh tiên. Trước khi qua dầu đầu ta hãy ghé suối tiên, chiến điện 13 tầng rồi sang hang cổ phẩm. Nhìn về hang đá chung dốc ngàn thăm thầm, kìa ba chút ngắm ngồi bao tử tích sò thương. Thằng dốc đường mây ta cùng lên cao tột đỉnh, kè dò bóng còn kính xương mà bức tranh của quê hương ai cắt từ bao giờ. Chiến dồ mồ côi rồi sang hang ông hồ, trở lại điện quân thù ngay chắc nổ năm xưa. Đó là dồ bão binh đã chạy qua bao lượt nắng mưa, đại bác ầm vang đêm về không yên giấc. Núi cùng quạnh đau hờn căm trồng chất, núi đứng lên quét sạch quân tù. Trước
vào đây yến điện đào tàu đã dần sắc bên tâm chung tùy trao dần tôm đầy hương vị canh chua nào ngờ đâu vật phải chịu tua rừng xanh đứng tận bốn mùa cho hoa hát lên cho trọn bản tình ca vòng tay nói nhẹ cho đường xa lại gần trước khi người rời khỏi cảnh non xanh hãy yến điện tam tâm và ngồi cao đài tư đường quá điển nhàn vẫn còn rực mùi bóng hoa xứ chùa Phật nhỏ năm nào vẫn nằm cạnh sân tiên truyền non sẽ mọc lâm viên đón chào du khách mọi miền quanh năm dù cho có mấy xa xăm xin người hãy ghé viếng thăm một lần đã dần sắc bên tâm chung thủy sao dần thôn đầy hương vị canh chua quên rồi bây giờ ca hai có nói chị cho mượn ảnh đi theo đoàn của em luôn hả chị? Cô bác thấy ca hay không quý vị? Hay quá hay. Dạ dạ. Rồi bây giờ kính chúc gia đình anh chị gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp làm ăn. Nếu có nhân viên thì cộng tác cùng đoàn anh em chúng tôi nha. Dạ mấy khỏi tấm quán thì mình đi nướng luôn nha Quỳnh ơi. Cái mỏm này ngủ thì đi núi là bán quá được. Đi núi thì hồi mình về cái mình kéo nguyên cái đoạn đây mình mua nước nữa. Tôn tiếp vô mình. Bỏ khẩu trang ra mới thấy. Không muốn đá mình lên mình đúng rồi. Mình thấy không có quán ngon đó rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.